Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì cả ngày hôm nay mình thay nhớt cho rất là nhiều xe đó. Thì có bạn xài Shadow đỏ này, có bạn xài Shadow xanh. Thì có nhiều bạn cũng thắc mắc với mình là không biết là Shadow đỏ với Shadow xanh nó khác nhau cái gì. Thì bây giờ mình sẵn tiện mình thay nhớt cho xe mình là ngày cuối cùng, chiếc xe cuối cùng của ngày hôm nay. Thì mình cũng chia sẻ cái điểm mà khác biệt giữa cái Shadow đỏ và Shadow xanh luôn, cho các bạn nào mà mình quan tâm về cái dòng nhớt này thì mình biết thêm. Thứ nhất là về khác nhau về cái giá tiền. Cái chai Shadow xanh thì là 208 và cái chai Shadow đỏ này là 295.000. Nó cách nhau cũng không bao nhiêu hết. Tuy nhiên là trong cái thành phần mà nhớt có cái phụ gia phục hồi động cơ của chai đỏ này thì nó cao cấp và nó nhiều hơn cái chai Shadow xanh. Thì cái này là chia sẻ của cái nhà sản xuất và cái đơn vị nhập khẩu, người ta chia sẻ như vậy. Cái cảm nhận khi mà chạy cái Shadow đỏ này thì nó sẽ bốc hơn, nó sẽ mang những cái đặc tính của cái chai Shadow xanh, đồng thời là nó bốc hơn cái chai Shadow xanh. Ở đây thì các bạn có thể thấy nè, đó cái thành phần mà phụ gia mà phục hồi động cơ, cái chữ màu đỏ đỏ đó các bạn đó. Và chỉ đặc biệt là có cái dòng nhớt Shadow này mới có cái thành phần phục hồi động cơ thôi. Nói là phục hồi động cơ thì nghe cho nó sang thôi, cho nó đặc biệt. Nếu mà hiểu theo cái nghĩa mà bình thường của chúng ta thường hiểu á, là nó sẽ làm mịn cái lầm, cái bề mặt lòng và cái bề mặt của bít tông xe của chúng ta sau cái quá trình mình sử dụng mà mình không có chăm sóc kỹ thì nó bị xước. Đây các bạn nhìn thấy không, đây cái hình trước và sau khi sử dụng nè. Thì sau khi mình sử dụng một cái khoảng thời gian, không phải là mình sử dụng có một chai nhớt vậy mà nó làm mịn được như vậy đâu các bạn. Ví dụ như chúng ta có thể là xài thêm cái phụ gia mà ES120, Shadow ES120 á, thì cái chai đó là cái chai mà gọi là phụ gia mà phục hồi động cơ mà dạng như là nói chung là ví dụ như là đậm đặc đi đó, ví dụ là đậm đặc. Thì trong cái chai Shadow nhớt này nó chỉ có ví dụ như bao nhiêu phần trăm của cái phục hồi động cơ đó thôi, chứ nó không phải là đậm đặc 100% giống như là cái phụ gia mà ES120. Nếu như mà các bạn sử dụng nhớt Shadow và cái ống mà ES120 đó thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao đó. Ví dụ như là nó trong quảng cáo này thì nó làm mịn bề mặt được 100%, thì mình cứ cho là ở ngoài thực tế ngoài mình chạy tầm khoảng được 70-80% thôi là đã rất ok rồi đó. Các bạn có thể là lên trên Google để mình có thể là tìm hiểu thêm về cái thông tin cái phục hồi động cơ này ha. Mình thì mình chỉ lướt sơ qua cho các bạn hiểu là phục hồi động cơ là nó sẽ phục hồi cái gì thôi. Chứ ví dụ như mà tất cả toàn bộ cái máy của mình, trong cái máy xe của mình nó có cái gì mà nó phục hồi lại hết thì nó không có đúng ha. Đó, mình không thể nào hiểu được là như vậy. Mình không có nên hiểu là cái nhớt Shadow phục hồi động cơ là cái xe của mình chạy nó muốn banh đành xíu quách rồi, bây giờ mình xài vô cái nó hành cái máy mới là không có đúng. Đó, nó chỉ phục hồi được là nó làm mịn cái bề mặt của cái xi lanh cũng như là bề mặt của hành bít tông. Đó. Thì đây là cái chai đỏ ha. Cái chai xanh á, thì mình xài á, mình nhận xét như thế này, đó là nó mát máy. Mình chạy một cái quãng đường dài hoặc mình chạy thành phố thì cái nhiệt độ của xe nó ok, vô số mượt mà máy nó êm, nhưng mà nó lại không có bốc thôi các bạn. Nghĩa là mình chạy mình tăng ga giọt ga thì nó sẽ cho mình cái cảm giác nó cái xe nó không có được mà vọt lên, nó không được bốc. Nhưng mà cái chai màu đỏ này thì nó lại khắc phục được cái điểm đó. Nó mang những cái đặc tính của cái chai xanh nhưng mà nó lại cho mình cái cảm giác là bốc khi chạy đó. Và cái chai Shadow xanh và chai Shadow đỏ đó, nếu mà mình sử dụng Shadow đỏ đó thì các bạn có thể là đi một cái tour tầm khoảng 800 mấy ngàn cây ok, không có vấn đề gì cả. Nếu như mà các bạn mà lựa cái chai Shadow xanh thì mình khuyên các bạn nên đi gọi là đi làm hàng ngày, đi thành phố và đi những cái tour nhẹ nhàng tầm khoảng 100 mấy 200 cây đổ lại đó là ok đó. Tại sao là không có lấy cái chai Shadow xanh đi xa, nó không lẽ nó hư máy? Nó không có hư. Cái chai Shadow xanh như mình nói với các bạn nó không có bốc, mà các bạn đi một cái quãng đường dài các bạn chạy, các bạn sẽ cảm giác là nó hơi lì máy, nó không có được mà bốc, nó không có cho mình cái cảm giác mà phấn khích khi mình chạy xe đó, chứ không phải là nó hư ha. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cái chai Shadow đỏ này thì mình có thể là thoải mái khi mình chạy tour hơn đó. Và xài những cái sản phẩm mà phục hồi động cơ này thì mình khuyên các bạn là khi mà chúng ta chạy xe, chúng ta duy trì ở một cái mức độ, cái tốc độ phù hợp để cho cái sản phẩm nhớt này nó bôi trơn động cơ của mình, là cái chắc chắn là nhớt nó phải bôi trơn động cơ rồi. Và một cái điều nữa đó là nó sẽ giúp cho cái máy của mình nó sẽ cái bề mặt của hành bít
cái bề mặt của tông cũng như là cái hành xi lanh nó sẽ được mịn hơn. Đó. Chai nhớt này thì mình review các bạn là chai nhớt nó làm bằng vỏ hiếc ha. Và trên cái nắp này thì các bạn khi mà khui ra đó thì mình có thể là bẻ lên như thế này. Đó, các bạn nắm các bạn giật lên thì nó sẽ kéo theo cái đầu và chúng ta sẽ xoay dặn ra ở bên trong nó còn một cái siêu nữa, các bạn sẽ khui cái siêu đó ra. Để mà mình sử dụng hết cái nhớt trong này thì sau khi mà mình đổ hết rồi á, các bạn sẽ đục một cái lỗ ở đây. Các bạn mới dốc hết nhớt ra được ha. Tại vì ở trong cái chai này khi mà mình dốc hết ra rồi thì nó vẫn còn đọng trong này ít nhất là từ khoảng 100ml. Đó, nó đọng gần 100 nha các bạn, chứ không phải là còn dính vỏ chai đâu nha. Cho nên là nếu mà mình đổ mà mình không có đục cái lỗ này ra thì mình nghĩ là sẽ thiếu một cái khoảng, một cái lượng nhớt như thế. Nói nãy giờ với các bạn rồi, bây giờ mình sẽ tháo nhớt của cái xe IB mình ra. Thay nhớt xe IB thì mình đã có làm cái clip, những cái clip trước rồi, nó khá là đơn giản thôi. Các bạn có thể là tự nhà làm được hết ha. Đây là con ốc 17mm, các bạn có thể sử dụng cái đầu tiếp 17 là mở con ốc nhớt này ra để cho nó ra hết nhớt rồi dặn ốc nhớt này vào, và bên kia thì đổ nhớt mới vô, chỉ đơn giản vậy thôi. Đó. Vậy chứ hồi xưa mình còn phải đi vô trong hãng mình thay nhớt mà các bạn. Nghĩa là ví dụ như mình sợ, mình ngại ngại không biết là mình dặn ra dặn vô thì nó không biết cách làm nó sẽ bị hư. Đó, ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái thời đại mà công nghệ thông tin cũng như là rất là nhiều người chia sẻ về cái vấn đề mà cách thay nhớt đồ này nọ hết rồi. Và những cái dòng xe nó đơn giản như thế này thì mình khuyên các bạn là nên tự ở nhà mình chăm sóc cái xe, mình thay nhớt cho chiếc xe mình. Đó cũng là một cái thú vui tao nhã của những cái bạn mà đam mê chạy xe. Mình không cần phải có tiền để mình mua những cái dòng xe mà sang chảnh mấy trăm triệu mà mình mới ấy, mà mình thích là mình không có điều kiện nhiều, mình thích thì mình có thể là mua những cái dòng mà xe nhỏ nhỏ tầm 30 triệu, 40 triệu đổ lại Accenter hay là gì đó. Các bạn nào muốn tốc độ hoặc là gọi là dòng xe gọi là đại trà đó, thì các bạn mua Accenter, Winner. Còn nếu như các bạn nào mà có điều kiện hơn mà muốn chơi dòng xe con tay mà nó lạ hơn người ta thì có thể là mua những cái dòng mà IB. Những cái dòng xe này thì chạy thuộc cái dạng mà đầm đầm thôi chứ không phải là thuộc cái dạng tốc độ. Nó sẽ giúp cho mình di chuyển tốt nè, rồi kiểu dáng nó cũng khác biệt. Nó khác biệt với một cái số lượng mà xe tay con mà có trên thị trường. Đó. Nhưng mà để đem lại cái cảm giác mà tốc độ cao rồi chạy lướt gió, núp gió rồi các kiểu thì cái chiếc IB này nó sẽ không có phù hợp với những cái bạn mà có cá tính mạnh như vậy. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt thôi các bạn. Trong cái quá trình mình chờ cho cái nhớt cũ nó ra thì mình có chia sẻ một tí xíu nữa, đó là cái shadow màu đỏ này thì bên trong nhớt nó là màu vàng mà nó có cái ánh xanh xanh, màu vàng mà có ánh xanh ha các bạn. Nó ánh xanh của nó nhẹ hơn cái hàng Motul 300V á, nó nhẹ cái màu hơn một tí xíu. Còn cái nhớt mà shadow màu cái vỏ chai ngoài màu xanh xanh lá cây á thì bên trong của nó là màu xanh đậm hơn cả hàng Motul đó nha các bạn. Và nó có cái mùi bạc hà, còn cái chai này thì nó ít hơn. Đó. Nó vẫn là cái màu vàng mà nó chỉ hơi một tí xíu cái ánh xanh thôi. Mình cũng chia sẻ thêm một tí xíu như thế này nữa, đó là khi mà mình thay nhớt thì có nhiều bạn cũng thắc mắc là không biết nên thay nhớt là máy nguội hay là thay nhớt máy nóng. Thì nó sẽ có hai chiều hướng như thế này. Nghĩa là khi mà máy nó nguội á, mà các bạn để tầm khoảng 2-3 ngày mà không đi á, thì nhớt á, nó sẽ hồi hết xuống dưới cái phần mà cái két ở dưới này. Thì có bạn cũng thắc mắc là nếu mà làm như vậy á, thì khi mà mình xả nhớt ra thì nhớt nó sẽ chảy hết nhanh hơn, hay là mình đi cái máy xe nó nóng thiệt nóng rồi mình mở ốc nhớt ra để cho nhớt nó chảy. Thì theo quan điểm của mình á, mình thường hay nhớt á, là đi cái máy xe càng nóng mình thay nhớt càng ok. Nó nóng á, là tất cả ví dụ như nó cuốn theo cặn dơ hay gì đó nó đi xuống dưới cái két nhớt, rồi cái két phía dưới này nè, rồi mình mở ốc nhớt ra nó sẽ ra hết và ra nhanh hơn. Đó. Còn đối với là cái xe mà mình không chạy, mình để một khoảng thời gian mà nó lắng xuống á, rồi khi mà mình tháo nhớt ra thì mình thấy là nó vẫn không có được sạch cho lắm các bạn. Thì cái này là tùy thuộc theo cái cách làm của mỗi người thôi. Tí xíu mình thay nhớt xong á thì mình sẽ thay luôn cái lọc xăng ở đây luôn nè. Chắc bây giờ mình sẽ đóng
cái van xăng lại luôn. Tí xíu mình sẽ thay cái lọc. Hai cái lọc xăng này thì chắc chắn một điều với các bạn là mở ra nó sẽ bị chảy rồi, cho nên mình sẽ lấy cái đồ hứng ở dưới này mở ra để thay cái lọc xăng. Cái lọc xăng của xe IB này thì chạy tầm khoảng từ 4.000 cây là chúng ta nên thay một cái rồi đó. Nếu mà để lâu quá thì chạy nó sẽ có cái hiện tượng là bị mất ganti và khó đề. Nó khó đề với lại cái xăng của mình đó, và chất lượng nó khá là kém các bạn. Đối với những cái dòng xe mà nó có cái lọc xăng này thì nó rất là hay ha. Cái xăng mình mà nó bị cặn bẩn hay cái gì đó vô thì cái lọc này nó sẽ giữ lại, nó sẽ đỡ cái tình trạng giống như là xe phun xăng á, mà xăng dơ mà nó vô là nó bị nghẹt cái kim phun. Mà nó nghẹt cái kim phun rồi á là chạy xe mà cứ đề lên, cái bắt đầu xe giật cái xong nó tắt máy đề lên, cái hoặc là đang chạy nó tắt máy. Đó là những cái tình trạng mà cực kỳ nguy hiểm khi mà mình chạy xe luôn các bạn. Và mình đã gặp trường hợp này rồi. Chính bản thân của mình cũng từng bị, và những người bạn của mình đi tour chung đã từng bị luôn. Nó nặng tới mức độ mà các bạn biết Z1000 mà chạy đề máy lên đang chạy, tự nhiên nó khựng cái nó tắt máy đó. Xe của mình thì đỡ hơn tí xíu, tại xe mình nó xài sử dụng cái phụ gia mà xúc rửa động cơ, sự xúc rửa bình xăng mà thường, cho nên là nó vẫn trong tình trạng ok. Thì nó bị giật thôi chứ nó không có tới nỗi nào tắt máy. Còn cái xe của bạn mình nó hơi cũ rồi, chiếc Z1000 hình như đời 2013-14 gì đó, thì nó khá là cũ rồi. Thì nó nặng tới mức độ nó tắt máy luôn. Trong cái chuyến mà đi Đà Lạt vừa rồi của mình á, là chiếc BMW của mình nó cũng bị cái tình trạng là bị giật và bị mất ganti, cũng như là nó bị tắt máy luôn các bạn. Nó nặng tới mức độ vậy. Thì sau khi mà mình về á, mình sử dụng cái phụ gia mà Lucem Fuel System Renewer á, mà đổ với cái lượng mà liều lượng mà khá là đậm luôn nha. Tại vì một chai đó là đổ tới được 60 lít xăng, mà hôm bữa đó là mình đổ đâu gần nửa chai, mà mình đổ có khoảng một bình xăng 17 lít thôi các bạn. Thì chạy tầm khoảng 5-6 cây gì đó thì nó trở lại cái tình trạng cái nguyên ban đầu, là nó đỡ bị giật cái xe và cái ganti nổ đều hơn đó. Cho nên thời buổi giờ nó thiệt chứ là có tiền mua xe xịn đó các bạn, nhưng mà những cái yếu tố ngoại vi làm cho xe của mình nó rất là mau hư đó, chứ nó không còn được bền nữa. Những cái bạn mà mình ít chăm sóc xe đó là cái xe nó càng cũ nó càng rất là mau xuống máy. Rồi bây giờ mình sẽ xem xét thử coi là nó ra hết nhớt chưa ha các bạn, rồi mình sẽ thay nhớt luôn. Tí xíu mình còn phải tháo cái đồng hồ của xe B này ra nè, để mình có thể là lau cái mặt kính bên trong. Tại vì hôm rồi là mình đi cái tour xuyên Việt đó các bạn, trời quá lạnh, dẫn tới là nó giống như kiểu mà nước đá mà nó bị hơi vô trong cái trong này nè. Gọi là sao ta? Lạnh quá, cái hơi lạnh nó thấm vô trong cái kính, rồi khi mà trời nắng nó khô lên nó không có thoát ra được, và nó bị ố cái mặt kính bên trong. Tí xíu nó phải mở ra để xử lý. Từ hồi Tết tới giờ thì hôm nay mới có thời gian rảnh mà là đã làm đó các bạn. Từ sáng tới giờ thì mình thay nhớt cho khá là nhiều bạn rồi. Và nghe chia sẻ cũng với các bạn là ngày mai lễ giỗ tổ Hùng Vương thì được nghỉ lễ được mấy ngày, đi chơi tour chỗ này chỗ kia rất là thích. Nhưng mà riêng bản thân mình thì lễ này mình không có được đi chơi gì hết. Qua tới 30 tháng 4 thì mình mới ngày Chủ nhật. Đúng ngày 30 tháng 4 chứ. Thì anh em phân khối lớn hoặc là xe nhỏ thì cùng nhau đi lên trên hồ Dầu Tiến để chơi cũng như là ăn gà nướng trên đó các bạn. Bữa đó thì mình sẽ có video clip quay cho các bạn xem về các dòng xe đi chung với mình ha, từ xe nhỏ cho tới xe lớn luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ nhớt Sado mới vào và test cái âm thanh máy cho các bạn nghe thử ha. Các bạn nắm hai cái đầu này nè, kéo lên.
Mình sẽ để cận cảnh luôn cho các bạn xem cái màu nhớt luôn ha. Các bạn thấy không, nhìn nó rất là tinh khiết luôn. Cái màu của nó không phải là màu vàng đậm mà màu vàng rất là đẹp. Nhưng mà điểm bất lợi của những cái chai nhớt này á, là cái lượng nhớt dư ở trong bình nó không bao giờ chảy ra hết các bạn. Nó khi mà mình đổ hết chai nhớt về thì ở bên trong bình nó vẫn còn lại gần cả 100 ml lận, mà nó không có chảy ra hết ha. Còn rất là nhiều các bạn, còn gần cả 100 ml trong đó lận á. Trước khi mà các bạn muốn đục chai nhớt thì các bạn nhớ lưu ý là lau sạch ha. Lau sạch xong rồi mình đục một cái nhẹ thôi, một cái lỗ nhỏ thôi. Các bạn thấy không, còn rất là nhiều nhớt ở trong cái bình của mình. Ví dụ như mà một cái xe mà chạy bình 1 lít như vậy mà mỗi lần mà thiếu một ít thì nó không có nhầm gì hết. Nhưng mà đối với là xe phân khối lớn mà mình bị thiếu, cứ mỗi một bình là mình bị thiếu 100, gần 100 ml như thế này á, là mình đổ tầm khoảng 3 lít mấy là thiếu rất là nhiều nhớt ha các bạn. Rồi, như vậy là hết rồi đó. Nói là cực kỳ ok các bạn, không có một cái số, chỉ không có cái gì mà để chơi được luôn á. Cái nhớt mà vừa đổ luôn máy, xe mà nổ máy là một cái thôi là nghe cái xe nó đã im. Nãy mình khóa cái khóa xăng lại đó các bạn, tính là hai cái lọc xăng á mình quên mở. Giờ mình mở cái lọc xăng ra luôn rồi. Thôi mình mở cái khóa mà tắt cái van xăng á. Êm hơn rất là nhiều các bạn. Mình là chủ xe mà, cho nên là ví dụ mình review thì nó phải chính xác rồi. Bình thường mà mình xài cái nhớt khác á, thì nó vẫn có cái tiếng kêu ở trên cái sinh cam, nhưng mà hôm nay thì êm, thấy rất là ok luôn. Xe này á, xe IB này á, thì cái máy của nó không có được êm bằng những cái dòng mà xe su. Nhưng mà khi mà mình chạy thử, hồi sáng mình có một cái video clip mà review chiếc xe su á, thì cái bạn mà chủ xe đó có cho mình chạy thử cái chiếc xe su á, thì nó bị rung, cái ghi đông nó rung, rồi cái yên xe nó cũng rung luôn các bạn. Nói chung là chạy cái cảm giác nó không có được êm ái như cái chiếc IB này ha. nó không có êm bằng cái chiếc IB của mình các bạn. Mà mình trải nghiệm thì IB vẫn là ok hơn. Mình chưa có được chạy thử cái chiếc mà Kawasaki VK175 các bạn. Nếu mà có điều kiện thì mình sẽ chạy thử chiếc đó để cho các bạn cái cảm nhận là nó có được êm ái, vận hành nó có ngon hay không, nó có bóp không không ha.
đường thử coi là cái nhớt này chạy nó có khác gì với lại mấy cái nhớt mà đợt trước mình xài không ha các bạn. Đối với một cái chiếc xe nhỏ thì cái cảm nhận về cái nhớt đó, nó sẽ không có được bằng như là phân khối lớn. Ví dụ như phân khối lớn mình đổ nhớt mình thay vô là mình có thể là cảm nhận được là cái xe đó chạy nó có mượt mà hay không, rất là dễ biết. Còn đối với là cái chiếc xe nhỏ đó thì các bạn sẽ cảm nhận bằng cái cách là mình nghe thử coi là cam cò của mình, cái máy của mình nó có êm hơn được bao nhiêu đó. Còn về cái độ mà chạy có bốc hay không thì tùy vào cái cảm nhận của từng bạn thì sẽ đưa ra được cái đánh giá riêng đó. Ví dụ như là có bạn thì chạy cảm thấy là nhớt ok, nhớt bốc rồi êm ái rồi phù hợp với lại các bạn sử dụng thì các bạn có thể là sử dụng luôn cái dòng đó. Còn có một số bạn là thử chạy thì nó không có được cảm nhận, nó không được tốt, thì cái đó là mỗi người có một cái cảm nhận riêng thì chúng ta có thể là lựa chọn cái nhớt nào cho nó phù hợp với lại cái bản thân mình sử dụng là ok.